Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Skyway TV. Theo nhận định của các chuyên gia giao thông trong nước và quốc tế cho rằng, công nghệ Skyway có thể chiếm 50% thị phần giao thông trên toàn thế giới trong tương lai. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi tập đoàn Skyway luôn chú trọng vào các yếu tố mang tính giải pháp cho ngành giao thông vận tải, đồng thời đa dạng hóa các loại phương tiện vận tải công nghệ cao từ phương tiện cá nhân cho đến các phương tiện công cộng, từ vận tải hành khách cho đến vận tải hàng hóa. Và sau đây, kênh Skyway TV xin được cập nhật những loại phương tiện giao thông được thiết kế độc quyền của tập đoàn Skyway đã, đang và sẽ được ứng dụng trên toàn thế giới như sau. Đầu tiên là loại phương tiện vận tải hạng nhẹ được sử dụng trong công viên, các khu du lịch và các khu vui chơi giải trí như tàu Unibike. Tốc độ tối đa của loại phương tiện này là 150 km/h, số lượng hành khách là 2 chỗ ngồi và công suất có thể đạt 720 hành khách trên một giờ. Tàu Uniwind. Tốc độ tối đa của loại phương tiện này là 150 km/h, số lượng hành khách là 2 chỗ ngồi và công suất tương tự đạt 720 hành khách trên một giờ. Tiếp theo, phải kể đến là loại phương tiện vận tải dành cho giao thông đô thị, giúp kết nối các thành phố vệ tinh và giao thông nội thành. Với thiết kế đặc biệt bằng đường ray treo và các con tàu di chuyển trên cao, cách mặt đất từ 10 đến 15 mét, vì vậy giúp cho việc di chuyển trong nội thành trở nên dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian. Với kết cấu thanh mảnh nhỏ gọn, công nghệ Skyway hoàn toàn có thể đặt ở trong các tuyến phố nhỏ, nơi mà nạn ùn tắc thường xuyên xảy ra. Tàu Unicar, tốc độ tối đa của loại phương tiện này là 150 km/h, số lượng hành khách là 6 chỗ ngồi và công suất khai thác đạt 1.500 người trên một giờ. Tiếp theo là Unibus, một loại phương tiện giao thông công cộng sẽ được thay thế cho xe khách và xe buýt, giúp tiết kiệm không gian, tăng hiệu quả vận chuyển hành khách và có thể di chuyển trong tình trạng thành phố bị tắc đường hay là bị ngập lụt. Các con tàu của công nghệ Skyway đều sử dụng nguồn nhiên liệu sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Như vậy, sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang diễn ra tại các thành phố lớn như hiện nay. Tàu Unibus, tốc độ tối đa của loại phương tiện này là 150 km/h, với số lượng hành khách là 25 chỗ ngồi và công suất khai thác là 5.100 người trên một giờ. Như vậy, với những tồn đọng của vận tải hành khách trong giao thông đô thị thì công nghệ Skyway đã giải quyết triệt để và hiệu quả hơn rất nhiều so với các phương tiện cũ. Một loại thiết kế đặc biệt hơn của Unibus với tốc độ tương tự là 150 km/h, số lượng hành khách lên tới 80 chỗ ngồi và công suất khai thác là 12.000 người trên một giờ. Tiếp theo là đến lĩnh vực vận tải hàng hóa như vận chuyển hàng hóa bằng container, bốc xếp hàng hóa, vận chuyển nhiên liệu lỏng, rắn, vận tải cảng biển. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng và chiếm ưu thế lớn trong ngành giao thông vận tải về tiềm năng khai thác của nó. Với Unitruck, công suất khai thác đạt 100 triệu tấn trên một năm, tốc độ tối đa lên đến 150 km/h, có thể vận chuyển ở quãng đường có độ nghiêng tối đa cho phép là 30%. Với Unicorn, công suất khai thác tối đa đạt 5 triệu container trên một năm, tốc độ tối đa là 120 km/h và di chuyển trên quãng đường có độ nghiêng tối đa là 5%. Đây được coi là giải pháp giao thông mang tính đột phá trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, vận tải cảng biển đối với các quốc gia có diện tích bờ biển hẹp hoặc biển nông, khiến cho các tàu hàng có trọng tải lớn bị hạn chế di chuyển và neo đậu. Bên cạnh đó, vận tải hàng hóa bằng phương tiện giao thông đường bộ có chi phí tốn kém và vô cùng nguy hiểm. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, phần lớn những vụ tai nạn thảm khốc gây ra đều do xe tải và xe container. Và nếu như vận tải hàng hóa được thay thế bằng công nghệ này của Skyway thì sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển cũng như giảm thiểu mối lo ngại khi tham gia giao thông của các phương tiện khác. Một siêu phẩm đáng tự hào của công nghệ Skyway chính là vận tải tốc độ cao mang tên High Speed Transport. Loại phương tiện này giúp kết nối liên tỉnh hay là liên quốc gia với sức chứa từ 4 đến 24 chỗ ngồi, nhưng tốc độ tối đa có thể lên đến 500 km/h và công suất khai thác có thể lên đến 500.000 hành khách trên một ngày. Bằng việc đa dạng hóa các loại phương tiện vận tải, Skyway đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của từng quốc gia và cho mọi loại địa hình khác nhau. Như vậy đủ để thấy, tiềm năng của công nghệ Skyway sẽ chiếm thị phần rất lớn trong ngành giao thông vận tải.